Mọi người ơi, mọi người ơi, Ameflu Game đã đến Đà Nẵng. Ông xem là mình sẽ đi bằng phương tiện nào? Máy bay. Dạ, mình sẽ đi bằng phương tiện là máy bay. Rồi. Và bác sĩ sẽ lấy một cái vali ạ. Mình sẽ chọn một cái vali. Thì mình sẽ bắt đầu trò chơi. Rồi. Và anh sẽ có một phút để tham gia trò chơi này. 2, 1, bắt đầu. Giải nè.